Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BYN TV 57.3. Thủy Nga cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Và sau đây là phần tin thế giới với những tin tức cập nhật chúng tôi vừa nhận được. Kính thưa quý vị, Liên minh thẩm phán Ai Cập tuyên bố ông Morsi là người thắng cử. Tin từ Cairo, một liên minh thẩm phán độc lập của Ai Cập tuyên bố ứng cử viên Mohamed Morsi đã chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống. Ủy ban tổ chức bầu cử cho biết sẽ chính thức tuyên bố kết quả vào ngày thứ Năm và họ không lên tiếng đối với những lời tuyên bố không chính thức. Thẩm phán Walid Sarabia tuyên bố trong sáng nay là ông Mohamed Morsi đã nhận nhiều hơn ứng cử viên đối thủ Ahmed Safik trên 1 triệu lá phiếu. Phong trào huynh đệ Hồi giáo cũng tuyên bố trong ngày hôm qua là tiến sĩ Morsi đã nhận được 52% số phiếu, ông Ahmed Safik nhận được 48% số phiếu. Nhưng phía ông Safik tuyên bố theo kết quả thu nhận của họ, ông Safik đã dẫn đầu kết quả đếm phiếu nhiều hơn ông Morsi khoảng 1% số phiếu. Ông Samaras tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp tin từ Athens. Ông Antonis Samaras đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp. Tổng giám mục Leronimos của chính thống giáo Hy Lạp làm lễ cho ông Samaras đọc lời thề trên kinh thánh. Nhà lãnh đạo đảng Tân Dân Chủ đã hứa hẹn đưa quốc gia thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Thủ tướng lâm thời Panagiotis Kimbramenos đã trao lại quyền hành cho tân thủ tướng sau lễ tuyên thệ. Người dân Hy Lạp trên đường phố thủ đô Athens nói rằng đang có rất nhiều hy vọng đối với tân chính phủ, nhưng không thể lạc quan, tình hình sẽ không thể cải thiện sau khi các đảng chính trị trong nước đồng ý ngồi lại thành lập chính phủ. Một người dân nói ông ta không lạc quan, nhưng có chính phủ vẫn tốt hơn. Một người về hưu nói, ông hy vọng nhất là Hy Lạp được bình đẳng với Liên Âu. Ông Evangelos Venizelos là người lãnh đạo đảng PASOK nói rằng chính phủ sẽ cử một toán chuyên viên thương lượng lại bản hiệp ước nhận 130 tỷ euro cứu nguy của Liên Âu và IMF. Hồng Thập Tự cho biết sẽ di tản người bị thương ở thành phố Homs và chiến sự ở Syria, tin từ Geneva. Hồng Thập Tự quốc tế cho biết đang chuẩn bị di tản người bị thương ra khỏi thành phố Homs sau khi quân đội Al-Assad và quân đội tự do đồng ý chấp nhận yêu cầu tạm ngưng chiến của Hồng Thập Tự quốc tế. Phát ngôn viên Hicham Hassan cho biết chính quyền và đối lập đã cùng chấp nhận đề nghị tạm ngưng chiến để cứu thương. Trong lúc chờ giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, nhân viên Hồng Thập Tự đang chuẩn bị đi tới nhiều khu vực trong thành phố Homs. Và kính thưa quý vị, trái với lời tuyên bố lạc quan của Hồng Thập Tự quốc tế, video đưa lên các trang web xã hội trong ngày hôm nay cho thấy vùng Tabishet ở thành phố Homs đang bị pháo kích và quân đội Syria cũng đang pháo kích thị trấn Rastan nằm gần thành phố Homs. Đạn trọng pháo đã bắn trúng nhiều tòa nhà trong thị trấn Rastan và tiếng súng cũng đang nổ trên đường phố. Người thu video nói rằng đây là khúc video đầu tiên thu hình ở thị trấn Rastan đã bị pháo kích liên tục trong các ngày qua. Đạn trọng pháo đang nhắm vào các vùng cư dân trong thị trấn. Một khúc video khác cho thấy một cụ già đang ngồi đau khổ trước căn nhà đã bị sập. Thành phố Homs được coi là trung tâm của cuộc đứng dậy chống chế độ Bashar al-Assad đã bị pháo kích tấn công từ tháng 3 năm ngoái. Và người dân ở thành phố này cũng là những người đầu tiên cầm súng đứng lên chống chế độ. Ngày hôm qua, chính phủ Syria tuyên bố đang cố gắng di tản dân chúng thành phố Homs, nhưng dân quân đã ngăn cản không cho dân chúng an toàn rời khỏi thành phố. Chính quyền Bashar al-Assad luôn luôn nói rằng những nhóm khủng bố võ trang được ngoại quốc yểm trợ đã tạo nên tình trạng bạo động trong nước. Hội nghị thượng đỉnh địa cầu khai mạc ở thành phố Rio, tin từ Rio de Janeiro. Các nhà lãnh đạo thế giới đã khai mạc cuộc hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil và những nhà lãnh đạo thanh niên kêu gọi thế giới nhanh chóng hành động để cứu quả địa cầu. Cuộc họp Rio Plus 20 theo sau cuộc họp Earth Summit năm 1992 đã được ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon chính thức khai mạc, kêu gọi sự cam kết chính trị để làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế vững bền trong tương lai. Mặc dù cuộc họp thượng đỉnh Earth Summit năm nay lớn hơn nhiều so với cuộc họp năm 1992, số người tham dự đông đảo hơn nhưng mục tiêu lại giảm nhiều, tập trung vào những vấn đề ưu tiên như khủng hoảng kinh tế. Một khúc video dài 3 phút nói lên các vấn đề môi trường đã được trình chiếu vào lúc khai mạc cuộc hội nghị. Cô Brittany Truford là một sinh viên 17 tuổi, được chọn làm đại diện cho tuổi trẻ thế giới, đã nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới đang có 72 tiếng đồng hồ để cứu hành tinh, quyết định số phận của con cháu và cô ta đang bắt đầu lên dây đồng hồ. Tổng thống Dilma Rousseff nói rằng bà ta cảm thấy rất vinh dự được chủ tọa một cuộc họp quan trọng có thể thay đổi tương lai của hành tinh. Cuộc hội nghị được dự kiến sẽ đưa đến 3 kết quả chính,
Thứ nhất là một bản tài liệu chính trị hứa hẹn cộng tác quốc tế để phát triển bền vững. Thứ nhì là danh sách các nước hứa hẹn phát triển bền vững. Và thứ ba là một bản liệt kê khuyến cáo của một xã hội dân sự. Thương thuyết trưởng nguyên tử Iran mở họp báo ở Moscow, tin từ Moscow. Sau cuộc đàm phán tại Moscow thất bại, thương thuyết trưởng nguyên tử Iran nói rằng ông ta hy vọng vòng đàm phán kế tiếp sẽ được các cường quốc thế giới nhanh chóng chấp nhận. Mặc dù cuộc đàm phán thất bại, ông Saeed Jalili nói rằng vòng đàm phán này đã nghiêm chỉnh hơn, thực tế hơn, vượt ra ngoài khung sườn mong muốn của cả hai phía. Cao ủy ngoại giao Liên Âu bà Catherine Ashton nói rằng lục cường sẽ chỉ thảo luận về các vấn đề kỹ thuật với Iran trong cuộc đàm phán ở Istanbul vào ngày 3 tháng 7. Ông Jalili cũng công nhận cuộc họp báo xác định chương trình nguyên tử Iran chỉ có mục đích hòa bình và những nghị quyết chống Iran của Hội đồng Bảo an là những nghị quyết bất hợp pháp. Tây phương nghi ngờ Iran đang mưu toan chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng nước này luôn luôn nói rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục đích thành lập các nhà máy điện và chế chất đồng vị phóng xạ trị bệnh ung thư. Lục cường gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng và Đức muốn chắc chắn Iran không thể chế tạo vũ khí nguyên tử. Iran muốn được bãi bỏ cấm vận và công nhận quyền phát triển nguyên tử dân sự của họ, trong đó có quyền làm giàu uranium. Biểu tình đòi trả tự do cho thành viên nhóm Pussy Riot, tin từ Moscow. Cảnh sát Nga đã bắt giữ nhiều người biểu tình. Những người này đã xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với nhóm phụ nữ Pussy Riot, biểu tình trước vương cung thánh đường Chúa Cứu Thế ở Mạc Tư Khoa. Những người phụ nữ bị đưa ra tòa là các bà Nadeda Tolokonnikova, Maria Alikonika và Yitta Tonika Samutsevich. Người biểu tình đã thổi còi trương biểu ngữ đòi trả tự do cho các bị can. Trong số người biểu tình, có nhiều người nói rằng họ là tín đồ chính thống giáo. Nhóm Pussy Riot đã tham gia vào các cuộc biểu tình chống Tổng thống Putin. Luật sư của nhóm Pussy Riot nói rằng vụ án rõ rệt là có động cơ chính trị. Theo tin tức, ông ta biết các bị can sẽ bị tuyên án 3 năm tù. Nếu tin đồn này đúng, xã hội sẽ quyết định phán quyết của tòa có hợp pháp hay không. Trong ngày hôm qua, nhiều thành viên nhóm Pussy Riot đã biểu tình ở thủ đô Prague để bày tỏ sự ủng hộ đối với 3 người bị đưa ra tòa. Luật sư của 3 bị can đã nộp đơn kháng án tại Tòa án Nhân quyền Liên Âu. Những người phụ nữ biểu tình trước vương cung thánh đường Chúa Cứu Thế trong ngày 21 tháng 2 đòi thánh nữ đồng trinh lật đổ ông Putin có thể bị tuyên án 7 năm tù. Việc cởi trần trước nơi được coi là thiên nhiên nhất của chính thống giáo Nga làm nhiều người tức giận, nhưng việc bắt giữ những người phụ nữ, trong đó hai người có con nhỏ, đã làm cho các nhóm tranh đấu nhân quyền xúc động. Người dân tiểu bang Blue Nile đã chạy qua Nam Sudan lánh nạn, tin từ Madan, cố gắng vượt qua đói khát. Khoảng 35.000 người ở tiểu bang Blue Nile đã chạy tới Nam Sudan trong những tuần vừa qua. Những câu chuyện nói tới tình trạng phi cơ thả bom, trực thăng tấn công, bộ binh tiến lên đốt phá nhà cửa, bắn chết thường dân cho thấy tình trạng ở tiểu bang Blue Nile đang giống như tình trạng ở Darfur 10 năm trước đây. Nhiều người tản cư cho biết, trên con đường chạy giặc có rất nhiều người chết vì đói khát. Họ phải uống nước bùn, ăn lá cây, rễ cây để sống. Bà Sora Mayas có 2 đứa con song sinh bị chết dọc đường cho biết, bà ta đã bỏ lại của cải, gia súc, rời nhà từ tháng 10 năm ngoái. Một người con trai của bà cũng đã chết dọc đường vì khát. Quân đứng dậy ở tiểu bang Blue Nile gọi là SPLMN đã chiến đấu song song với dân quân miền Nam, nhưng theo Hiệp ước Hòa bình năm 2005, tiểu bang này lại để thuộc về miền Bắc. Chính phủ Sudan đã tìm cách giải giới lực lượng SPLMN từ tháng 9 năm ngoái và làm bùng nổ lại cuộc chiến tranh vì xung đột sắc tộc, tôn giáo và văn hóa. Hàng chục người tị nạn đã nói lên những câu chuyện quân đội Sudan tấn công thường dân trong vùng núi Ignat Sana vô cùng thê thảm. Người dân Pakistan ủng hộ việc ông Gilani bị tòa bác bỏ tư cách thủ tướng, tin từ Islamabad. Nhiều người dân Pakistan hôm nay ủng hộ quyết định của tối cao pháp viện rằng thủ tướng Yusuf Raza Gilani không đủ tư cách làm thủ tướng. Hành động này có thể đẩy quốc gia vào tình trạng hỗn loạn mới khi họ đang phải đối phó với phiến quân Hồi giáo, nền kinh tế yếu kém và một cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ với Hoa Kỳ. Ông Gilani là thủ tướng đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Pakistan bị tòa kết án. Tháng 4 vừa qua, tối cao pháp viện phán quyết rằng ông Gilani phạm tội khinh mạng tòa án qua việc không chịu thực hiện lại cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào Tổng thống Asif Ali Zardari.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giờ sau phán quyết của tối cao pháp viện, đài truyền hình nhà nước đưa tin rằng Ủy ban bầu cử Pakistan đã đưa ra thông cáo chính thức việc bãi chức ông Gilani. Phán quyết này có thể được kháng cáo, nhưng luật sư của ông Gilani cho biết ông chưa nhận được chỉ dẫn để nộp đơn kháng cáo. Một cư dân địa phương nghĩ rằng ông Gilani cần phải ra đi sớm hơn. Tại trung tâm thương mại Karachi, mọi người đổ tới các tiệm bán báo. Một luật sư tại thành phố Lahore hài lòng với phán quyết này. Mặc dù phán quyết này là một đòn giáng mạnh đối với đảng Nhân dân Pakistan, tuy nhiên ít có khả năng chính phủ không được lòng dân sẽ bị lật đổ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ miêu tả quyết định của tòa án là vấn đề nội bộ, nhưng họ cũng dự trù sẽ tiếp tục thảo luận với Pakistan nhằm sửa chữa mối quan hệ đang có nhiều căng thẳng. Đảng Nhân dân Pakistan và liên minh của họ trong quốc hội có đủ ghế để bầu ra một thủ tướng mới cho tới khi chính phủ hiện nay kết nhiệm kỳ vào đầu năm tới. Một cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào thời điểm đó. Và kính thưa quý vị, trước khi chuyển sang phần tin kinh tế thế giới, sau đây là tin thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lúc đóng cửa hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 6 năm 2012. Chỉ số Dow Jones giảm 12.94 điểm, đóng ở 12.824.39 điểm và chỉ số Nasdaq tăng 0.69 điểm, đóng ở 2.930.45 điểm và chỉ số S&P giảm 2.29 điểm, đóng ở 1.355.69 điểm. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới của BYN TV 57.3. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một buổi tối thật nhiều sức khỏe. Xin quý vị đừng rời màn hình sau phần quảng cáo. Xuân Phương sẽ trở lại với phần tin kinh tế thế giới.